Chỉ từ 1 tới 2 ly nước ép mỗi ngày sẽ giúp bạn trẻ hóa làn da, tăng cường sức khỏe và đề kháng. Thế nhưng đó phải là nước ép tươi, được ép với máy ép chậm để bảo quản dưỡng chất. Ngay bên cạnh hàng đây đó chính là chiếc máy ép chậm Kalai KL531, một sản phẩm máy ép chậm độc quyền tới từ thương hiệu Kalai. Và ngay bây giờ, Hằng sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về cách sử dụng em máy ép chậm này nhé. Máy ép Kalai KL531 sở hữu tông màu đen bạc sang trọng với công suất 200W và chụp ép nguyên khối cho khả năng ép khỏe, không sinh nhiệt, giúp bảo toàn dưỡng chất tối ưu. Sản phẩm nhập hộp là những thành phần được tách rời riêng biệt như thế này. Bây giờ thì hãy cùng theo dõi mình cách lắp đặt nhé. Đầu tiên, chúng ta lắp khoang chứa nước vào thân máy sao cho chấm trắng này thẳng hàng với biểu tượng khóa. Sau đó đặt lưới lọc vào khoang chứa nước. Tiếp theo là chụp ép. Cuối cùng là lắp ống tiếp nguyên liệu sao cho biểu tượng màu trắng thẳng hàng nhau. Chiếc máy này thì có thể ép được đa dạng các loại nguyên liệu, từ những loại hoa quả thông thường cho tới những loại rau mềm như là cần tây này, rau má hay là các loại quả cứng như là cóc, ổi thì máy đều có thể xử lý tốt luôn. Tuy nhiên thì để đảm bảo là sản phẩm của chúng ta được ép bã kiệt này, nước ép được tươi ngon, máy hoạt động trơn tru và bền bỉ thì các bạn hãy nhớ là chúng ta cắt nhỏ những nguyên liệu ra như thế này nha. Để sử dụng máy thì các bạn hãy nhớ kết nối nguồn điện và bật chiếc công tắc này nha. Công tắc này có hai chiều. Khi gạt lên thì trục ép sẽ chuyển động theo chiều đi xuống và khi gạt xuống thì trục ép sẽ đảo chiều. Hôm nay thì Hằng đã chuẩn bị nguyên liệu làm món nước ép cần tây, cà rốt và táo. Nguyên liệu thì Hằng đã sơ chế sạch và cắt nhỏ rồi. Giờ thì chúng ta hãy cùng thử xem là em máy ép chậm này lợi hại như thế nào nhé. Các bạn có thể thấy này, máy nghiền ép rất là khỏe nên lượng nước của chúng ta thu được về cũng nhiều hơn hẳn so với các loại máy ép thông thường. Phần bã ra thì kiệt khô luôn nha. Nước ép thành phẩm không có tình trạng lẫn bã, nhơ bọt mà lại cực kỳ mịn mượt, rất là ngon luôn. Vì máy ép rất là khỏe thế nên là tình trạng kẹt bã thường sẽ không xảy ra. Tuy nhiên thì nếu như có lỡ để nguyên liệu quá to khiến cho máy bị kẹt bã thì các bạn cũng đừng lo nha. Chúng ta chỉ cần gạt công tắc này. Đó. Chỉ cần gạt công tắc ngược lại là tình trạng bã sẽ được hoàn toàn giải quyết, bởi vì là phần bã bị kẹt sẽ được đẩy lên trên. Sau quá trình ép nước thì việc vệ sinh máy ép khiến nhiều khách hàng rất e ngại. Tuy nhiên thì với em máy ép KL531 thì việc vệ sinh lại vô cùng đơn giản. Các bạn chỉ cần tháo rời các bộ phận của máy, sau đó xả trực tiếp dưới vòi nước. Riêng phần lưới lọc này thì dùng bàn chải chà nhẹ là sạch như mới rồi. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Hằng cũng đã vừa hướng dẫn cho các bạn cách lắp đặt này, hướng dẫn sử dụng cũng như là cách vệ sinh chiếc máy ép chậm Kalai KL531.